Nhưng mà kết cục là nhiều đoạn thầy viết trong giảng thầy nói bây giờ mất việc lăng xăng duyên cần biết được đạo hành mới thôi. Mình giữ đạo hành là năm mối, tin chắc là mình hành xử cho đúng mức, gọi là cái đạo hành nhân nghĩa lễ trí tín, ba viền năm mối, thân làm đạo ba viền năm mối. Dù gặp cơn gió thổi mưa tu, bại rồi thành lại nên tuồng, vạn dân hưởng được nước nguồn ma ha. Trở lại thành nên cái tuồng đó là sau này thầy hứa sẽ trở về. Chứ mà sau này thì thầy nói tôi e rằng ngày tôi trở lại thiếu người làm việc đạo. Bởi vì hôm nay mình không lo bài vở nè, nói gần hơn kinh giảng ông học nè, rồi không trao dầu nữa. Thì thành thử thầy đâu có tuyển chọn mình làm cái người trong đạo sự được. Một lần chót thầy dạy lần nữa đó, nhắc lại cũng như ôn bài đó mà. Thầy dạy kỳ này nữa không được rồi thì đừng có trách, Phật tiên không chỉ bảo. Chờ lĩnh Ngọc Hoàng khoáng lĩnh rồi là kể như cuộc đời mình bấy lâu nay gian dở đó. Chứ đừng quý vị rằng nói rằng biết đạo, có tu, bạn trai trường hoặc trai kỳ, nhưng mà uổng công lại lục, uổng lòng Nam Mô. Tuy là bổn đạo đức thầy không làm chân chánh. Chân chánh là như thế nào? Phải biết rõ cái chữ chân chánh, hiểu cho rành thì nào đúng, nhưng không có gì. Lễ kính Đức Phật, lễ kính Đức Thầy. Hôm nay nhân duyên gặp lại ông Sáu để trao đổi đạo đức. Mà Đức Thầy có để một câu về nợ ông Sáu. Thầy nói là tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng nửa đầu có kiếm biên khùng, mà tu kiếp kiếp làm tu như thế nào mà cho đừng có trễ. Mong ông Sáu mà trình giải cho em cháu hiểu. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay nhân duyên hội ngộ mấy đệ này để cùng tới lui để tìm hiểu trao đổi đạo đức, nhắc nhở cho quý chư quý vị nam cũng như nữ, già trẻ nó có thể là bình đẳng tình đồng đạo với nhau để mình cùng tu tiến, coi như là một thầy một đạo cùng một mái trường. Thì huynh đệ nào có hiểu cái gì thì nhắc nhở trao đổi đóng góp để tăng thêm cái nghị lực và cố gắng tinh tấn trong cái thời kỳ hiện nay là trước mắt quý vị, không nói bằng cách là gọi là thời của cái tiên cơ, nhưng mà ai cũng đều công nhận hết rồi. Một ngày đi tới chứ chẳng đi lui, ngày đến đến đi đâu kéo ngược, năm về về mãi chẳng ngừng ngang. Và cái khổ đó Đức Thầy nói khổ đà đi đến như tên. Quý vị nghe cái danh từ đi đến như tên như thế nào rồi? Hôm nay không lo tu niệm mà lo gấp rút thì Đức Thầy nói chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Đến kỳ đó kêu giấy cũng đâu có. Xảy ra những sự việc mà tai nạn rồi là biến đổi cái quả địa cầu này. Đến kỳ đó là ông điên lại với ông khùng. Khùng là thầy, điên là ông cử. Đến đây mới ba tánh mới rùng réo kêu đâu có. Bình thường là nhắc nhở khuyến khích thúc khối mà quý vị lơ là trong cái thời gian kể từ ngày thầy lập đạo đến giờ là 80 mấy năm được phải không? Mà nó tu lôi thôi là một lần trước nữa đó, nhiều kiếp vừa qua nói để gợi lại. Ai nấy cũng đều có cái duyên trước hết trơn. Cũng như mình đã có học rồi mà không có được thành đạt. Lâu thôi có tu rồi, nhưng mà lỡ là kỳ này là gấp rút chuyến đò chiều, không xuống thì hút đi. Kỳ thi chót và chuyến đò chiều
đối đầu là đến lúc nạn tai xảy ra khủng khiếp kinh hoàng đó, đến khi đó là trong ngóng thầy thì đâu thầy đâu có độ được, đâu gần gũi được, bởi vì hằng ngày mình đâu có nhớ thầy. Bình thường Phật Thánh không ai nhớ, hữu sự thỉnh mời. Nếu như có tai nạn không được kết quả là do nên mình không có giao tiếp với Phật với thầy nữa. Bởi vì ông Hai Thanh Sĩ ông có nói người nhớ Phật muôn thiên có một, mà trên thế giới bây giờ tôi nói gần đây hơn đó, trong xóm nè, đầu ấp cuối ấp và cả gia đình gần hơn, cái sự tưởng niệm của mình là xuyên suốt, không có vắng xa lâu đó. Thì lấy đó để minh chứng rằng cái sự tiến bước của mình phải có cái nghị lực và dũng cảm tinh tấn bước tiến, chẳng để có lùi. Dầu không nhanh đi nữa thì cũng phải Đức Thầy nó cấm xào trì trí một bề lo tu, chứ nếu để trễ chạy chẳng kịp. Thầy thường nói câu đó, nói tới nó lui hoài, nói cho bá già cái bằng là đến khi nào là quầy đầu mới thôi, không chịu quầy đầu là thầy mình không thôi đó. Nhưng mà kết cục rồi nhiều đoạn thầy viết trong giảng thì nói bây giờ mất việc lăng xăng, dương trần biết được đạo hằng mới thôi. Mình giữ đạo hằng là năm mối đó, tin chắc là mình hành xử cho đúng mức, gọi là cái đạo hằng nhân nghĩa lễ trí tín, ba viền năm mối, thân làm đạo ba viền năm mối, dù gặp cơn gió thổi mưa tu, bại rồi thành lại nên tuồng, vạn dân hưởng được nước nguồn ma ha. Trở lại thành nên cái tuồng đó là sau này thầy hứa sẽ trở về. Chứ vì sau này thì thầy nói tôi e rằng ngày tôi trở lại thiếu người làm việc đạo, bởi vì hôm nay mình không lo bài vở nè, nói gần hơn như kinh giảng không học nè, rồi không trao dồi nữa, thì thành thử thầy đâu có tuyển chọn mình làm cái người trong đạo sự được. Một lần chót thầy dạy lần nữa đó, nhắc lại cũng như ôn bài đó, mà thầy dạy kỳ này nữa không được là rồi, thì đừng có trách Phật tiên không chỉ bảo. Chờ Linh Ngọc Hoàng phán lệnh rồi là kể như cuộc đời mình bấy lâu nay gian dở đó. Chứ đừng quý vị rằng nói rằng biết đạo có tu bạn trai trường hoặc trai kỳ, nhưng mà uổng công lại lục, uổng lòng Nam Mô. Tuy là bổn đạo Đức Thầy không làm chân chánh. Chân chánh là như thế nào? Phải biết rõ cái hai cái chữ chân chánh, hiểu cho rành thì làm đúng, nhưng không có gì chứ. Ta dạy dỗ là vì tình thiệt, nhắc nhở cho mình làm cái sự thiệt. Ta mới yêu những kẻ thiệt thà, nghe cơ giảng thiết tha lo liệu. Nghe mà không sợ không lo thì mình đâu có xứng đáng là tín đồ của Đức Thầy, xứng đáng là một người đã hiểu đạo biết đạo. Vì vậy cho nên đối viên tôi nói lên để trao đổi cùng chư quý vị đó, rất lo sợ lắm, sợ rớt, cũng như mình học sợ rớt, rớt hạng thấp đi nữa cũng còn đứng trong cái dòng đó tuyển chọn, rớt ngoài cửa bìa rồi anh em nếu mãi dùng dằn đó đồng đạo mình ắt là bị lọt lại đằng sau đuôi rồi, rớt ra bìa rồi. Vì vậy cho nên mình hãy cố gắng xuyên suốt tinh tấn dũng mãnh kiên quyết để đi mà đến một ngày là chung kết thành công đắc quả, là may mắn được trở về Hội Long Hoa, được diện kiến Đức Tôn Sư và chầu Thánh Chúa, vô được trong cái cửa đó rồi thì kể như mình khỏe rồi, chắc ăn như gịch. Đến khi đó là Long Châu ẩn tích, ông ba có nói ăn nằm thảnh thơi tự tại. Tự tại mà không phải ngao du, mà tự tại gọi là học ôn bài lại để thi. Thi qua cái trường Hội Long Hoa là nghe một thời Đức Di Lặc ngài nói pháp, cái pháp Đức Di Lặc nói xin nói quá giới cho là Đức Thích Ca Mâu Ni chưa từng nói thời pháp đó, bởi vì hôm nay là thượng căn không à, tuyển chọn kỳ này các chư Phật
thầy nói đó, từ nay lựa còn phải tuyển nữa, người chí quyết tu, cố gắng tu, xả thân tu, không có chợ gian nan khổ khó, chết chóc đau khổ cách mấy nữa cũng kiên trì cố gắng đeo đuổi, không có thể bỏ dở được. Uổng tiếc công trình mấy đến nay, có khó mới khôn, khôn rảnh khó, biết được rồi không sợ cái khó nữa, lúc đó khôn rồi. À, nhưng mà cái khôn ở đây đó, nhìn ngược lại thầy nói một câu cuối cùng đó, dạy khôn trần thế, nhưng mà cuối cùng thầy nói bế bồng con dạy, nó hát bài cải ca, nó dạy dạy khôn mà sao bồng con dạy, là vì những con dạy thế nào, những con dạy này chịu thiệt thòi với đời, không tranh cạnh, không danh lợi, không có mê nhiễm gì cảnh trần gian, thế gian họ cho mình là dại khờ, đâu có ham gì đâu. Vì vậy cho nên là người tu đâu phải ngu ngay, biết hết trơn nhưng mà không tranh đấu, không đua chen, không so đo gì hết trơn, chịu thiệt thòi cam chịu đó đành. Vô vi phẩm nhị thầy dành cho con, đó là Đức Phật thầy Tây An nói, thầy cũng nói cho mình biết, chịu thiệt thòi đi rồi sẽ được hưởng cái cao quý hơn nữa. Cao quý ở chỗ ngài thầy trở về đó, được diện kiến thầy. Trong lúc thầy có nói với bà Út, tôi cũng thường đến viếng bà Út, ông Út, Đức Bà đó. Thầy nói tôi trở về đây là một tuần lễ đó, chứ đâu phải mau. Nó bổn đạo nghe tới rồi, tôi chặt đường hết trơn. Nhưng mà đúng một tuần lễ rồi tôi đi. Tôi ra đi rồi là tức khắc năm chèo nổi lên liền. Thì bà Út mới sao thầy Tư không ở lại thâu ông năm chèo để sát phạt sinh linh đồng đạo rồi này kia. Đâu có được bố. Tôi thừa khả năng nhưng mà không thể thâu phục được là vì lý do là lệnh của Ngọc Hoàng. Tôi làm được là lỗi với Ngọc Hoàng sao? Để cho sát phạt những kẻ giả tu tín đồ. Thứ hai nữa, những người hung ác đối với đời, với đạo, có đủ nhiều thành phần trong đó. Vì vậy cho nên mình tin chắc là vào lời của thầy đó, nói điều nào cũng đều có hết đó. Trước với sau, mau với chậm vậy thôi, chứ không có một lời nào là không có, phải có đúng y vậy đó. Từ đây cho đến đó thì nó nói phớt qua chẳng lâu mà chờ, không có lâu nữa đâu. Đối với Phật thì không lâu là sao? Là vì thường thường coi trong kinh luật là giáo điển của nhà Phật thì nói nôm na là một ngày của tiên, một niên của phàm. Vì vậy cho nên thầy viết trong giảng thì nó tạm ngưng đạo đức, ít ngày thầy qua thầy về cực lạc. Nhưng mà xa nữa, nói cao nữa là ở bên cực lạc đó, một ngày đó là bằng 100 năm ở thế gian. Thì quý vị so lại cái đó biết cái lời thầy nói tạm ngưng đạo đức, ít ngày thầy qua. Vì vậy đừng có trông chờ, đừng có mong mỏi. Mình khỏi trông, khỏi chờ, khỏi đợi cũng có, sẽ đến cho mình. Cứ cố gắng làm đi, trì hành đi. Lo làm những việc bây giờ đa số là xã hội phước thiện nhiều mặt lắm. Nếu muốn làm không có trống được, từ mặt xã hội đồng đạo, các sự việc bây giờ tạo cái phước điền cho mình, cũng như là mình bây giờ đang tu bồi kiên cố cái nền cho vững chắc, thì ngày đó mình sẽ xây lên ngôi nhà 100 tầng cũng không sợ sụp, không sợ sạt. Là vì cái tu phước là nó bồi dưỡng cho cái nền tảng cho tu huệ. Vậy cho nên là cả hai mặt phước huệ song tu, đồng đăng mỹ ngạn. Tôi cũng thường nhắc quý vị đồng đạo hoài, đi lấy thuốc làm xã hội các việc hết trơn nè, phải tu huệ nữa. Tu huệ là trao dồi trí huệ, cần học hiểu giáo lý kinh luật của nhà Phật.
và sửa đổi cái tâm tánh mình cho được yên lặng, thanh thản mới được. Thì quý vị nên nhớ là nói bằng cách dốt, hằng ngày mình cúng hai thời đó. Nếu mà không có phạm lỗi gì thì nhiều lần sẽ thấy cái tâm được thanh tịnh, không mà khởi động chuyện gì hết trơn, không nhớ chuyện gì hết trơn, tập trung vào cái sự chánh niệm của mình, tưởng ngay như Đức Phật, Đức Thầy ở trước mắt mình đâu dám khinh lời. Vì vậy cho nên là tôi cũng thường gần những cái bậc, cũng như chú Ba Bộ, cậu Nam Hừng cũng kể, ông đi với chư thần đó. Nếu mà làm đúng như vậy là hằng ngày hoài đó, chẳng bỏ lời thì phước lớn càng cao, chư thần ghi. Một khi hành lễ đó, công phu hay sáng chiều đó là cái phước một ngày nó tăng cao lắm, chứ không phải vừa. Nhớ lại các vị đã quy với thầy lúc trước cao đồ đó, khi quy xong mà thầy hỏi chịu cúng lại không, không có xa lơi đó. Ngày hai thời phải lẳng lặng, không bỏ xa lơi. Niệm Phật cũng vậy, nó đừng cho cách xa, ngồi đâu cũng niệm cũng tưởng mới nên, đừng cho công việc khó hơn mới là. Thì cái người học trò mà giỏi đó, đậu điểm cao rồi, coi học trò nó siêng năng bài vở, cố gắng trao dồi, không bỏ thì giờ nào mà không tìm hiểu học hỏi. Còn trở lại với đạo cũng vậy đó, cũng phải cố gắng tìm hiểu, nghe giảng kệ Phật pháp đạo đức, rồi tư tưởng mình phải hàng phục. Hàng phục đừng cho tư tưởng nó vọng động nhiều. Thầy nhắc trong nhiều khoảng, sự đầu tiên của người hành đạo là phải cốt sửa những tư tưởng, đánh đổ những tư tưởng xấu xa, đem thay vào những tư tưởng ôn hòa đạo đức. Mình sửa dần dần, liếc rồi nó không còn cái vọng nhiều nữa, trở lại phản vọng quần chân đó. Thì cái này nó lấn cái kia, cái niệm phàm, niệm Phật nó lấn niệm phàm, riết rồi tiêu diệt luôn cái tư tưởng gì, không cho nó nghĩ cái chuyện dẫn dơ quanh quẩn gì đó, đây đó lung tung. Mình thấy cái kêu bằng chôn nhốt, ràng buộc. Bởi vì tôi cũng gần những bậc lớn như chú Kiệt, chú kể nhớ để đóng góp vô đây những lời lẽ chú nói. Con dưỡng mà mấy cháu biểu đừng truyền cây không khi nào được, nhưng cho nó truyền tự do. Nó truyền ở đâu? Nó truyền nếu trong khuôn khổ của đạo đức đó. Mình nhớ cái gì? Tưởng cái gì? Niệm Phật không được phải niệm Pháp, niệm Pháp không được phải niệm Tăng. Tưởng nhớ những quý vị đã bậc cao tăng rồi, người ta cũng từ cái tu chứng đạt thành là do người ta ta chinh phục và điều khiển được cái tư tưởng. So sánh các vị chư tăng huynh trưởng mình đó, các bậc cao đồ ta đã liễu đạo rồi, có ngôi vị. Hôm nay mình còn ngồi chừng ngần ở đây lâu thôi là coi chừng tử thần gửi tới không biết giờ nào. Dù mình không không có được yên lặng cái tâm thì từ đó là trí vẫn dơ, tưởng đó như đầy kinh sợ vô cùng, mới một lần đến lúc lâm chung giả cõi tạm theo đường tội phước. Mà những người huynh đệ đồng đạo các bậc cao đồ đó, người ta đi bỏ xác rất tự tại, thanh thản, không có gì sợ hãi, không gì rầu lo hết trơn. Dần dần mình sống trong cảnh trần mà gần gũi cái đạo, riết rồi nó xa lơi cái đời, ít nhớ đời, ít tưởng đời, ít có dính níu như đời, chứ không có gì tới. Gần mực thì đen, gần đèn sáng à. Vì thế cho nên nói riêng tôi cũng vậy đó. Thế cho nên phải duy trì nó nắm vững cái đạo đức, cái sở hành của mình đó. Thì có lúc buồn thì lấy giảng kinh ra đọc. Bởi vì ông hai ông nói mẹ để con chuyện buồn đưa tới,
mượn giảng kinh làm món giải buồn, hoặc là lo trì niệm Phật luôn, buồn sẽ khỏi, khỏi xuông đường quấy. Chứ cái gọi là cái phiền não của nói chung là cái tình đồng đạo mình, nó nam nữ được cũng gì, thậm chí đến những hạng già cao niên kỹ trưởng gì, cái phiền não nó nếu không tiêu diệt thì nó cũng vẫn nằm y nó hoài. Sáp cho con hỏi giáo lý với thầy sáp, thầy nói là đời quân hạ ngày nay mỏng mẻo, con khuyên chân trần hãy gắn kiên về, đời quân hạ mỏng mẻo kiên về, kiên về cái gì? Thêm cái nữa thầy nói là qua năm giữa đến lúc mùa hè trong má tắm biết tay không chiếc, có làm như thế nào? Nói tới cái đó là mới nhớ lại Đức Thầy nói ít ai giữ được chí bền. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí, có ngày thông thả. Tu đã là khó rồi, mà cái bền chí, nuôi chí là càng khó hơn nữa. Thành thử từ chỗ đó là mình cố gắng những lời Thầy nhắc lại đó. Câu giảng là nãy đọc là sao? Đời quân hạ ngày nay. Đời quân hạ ngày nay mỏng mẻo. Nghe hai cái tên mỏng như thế nào? Mỏng tợ bằng the. Cái the đó là để trước mắt mình ngó xa bao xa không thấy the nó mỏng vậy đó. Ý Thầy giác vậy đó, giác cái đời. Rồi nó mẻo sao? Nó mẻo là sắp sụp. Cũng như mình đi ra mé sông, nó mẻo ngang sắp sụp. Té với sông coi chừng đó, ông bà thường dạy gì đó. Chứ không có gì xa vời nữa, Thầy nhắc lại cho mình gần hơn nữa. Để dục thúc cho mình lo, cố gắng. Chứ là lâu thôi coi chừng. Thôi là trống đánh thùng rồi là một cái hết học bài vở rồi đó. Hết có còn tu hay niệm hay tưởng gì nữa được hết trơn. Đến khi đó sợ cách mình gọi là nạn tai chết chóc xảy ra, trong tâm quẩn hút khó mà nhớ tu. Vậy cho nên mình trao dồi, cố gắng luyện tập cho vững chắc cái tinh thần để đối đầu, để chịu đựng với cái thời gian đâu phải lơ khơ được. Thầy nói nhiều giai đoạn mà nghe qua coi là rùng rợn lắm, khó. Nếu không kiên trì khó, thương mất tánh, sống đời khó sống thì biết cỡ nào rồi. Trải qua một cuộc là sàn sải lọc lừa dữ dội lắm. Đây là mới sơ thôi, đại khái thôi. Bởi vì Thầy nói rồi, mình đọc giảng ngược chỗ này chỗ kia coi khổ với thảm ngày nay có mấy. Sợ mai sau dòm thấy bay hồn. Bay hồn khiếp vía kể từ đây đó. Thầy viết cái bài mà nhẫn đợi thời cơ đó, nhắn gửi cho ai dỗ trách Thầy. Nói Thầy nói hoài mà sao mấy chục năm nay cũng vẫn còn y hoài, chưa cái gì đến nổi đó. Sợ tới đó là mình không chịu đựng nổi đó, khủng hoảng tinh thần đó. Cuộc biến chuyển kêu bằng ghê gớm lắm, chứ không phải lâu thôi. Nói để nhắc nhở quý vị hãy cố gắng dưỡng cái niềm tin và củng cố cái tinh thần để có sức chịu đựng với cái sự thay đổi, với sự tai nạn, nhiều cái việc kêu bằng kể không hết. Thầy kể không hết là biết cỡ nào rồi. Sự khổ kể sao sẽ hết, chuyện ni sau này nó còn dài dài. Ví dụ như 1000 mà mình mới có 1-2 rồi đó. 1000, ví dụ cái điểm tới mức là 1000 đi, mà mình làm mới có 1-2 à. Chịu đựng cái khổ mới có 1-2. Nhưng mà nhờ cố gắng là lo do đâu. Đến khi đó con người lo trau dồi đạo đức thì các vị chư thần, Thầy nó cho các vị chư thần sẽ hỗ trợ mình đó. Để nói qua quý vị nó không có, tại mình không thấy mắt phàm. Chứ không khi nào các ngài vắng xa mình đâu. Sẽ hỗ trợ người tu của Phật. Không có ai hại được, không có ai lấn hiếp được, không có làm gì cho kêu bằng khủng hoảng tinh thần được. Cố vững niềm tin chắc chắn, chờ đợi tới ngày là mình được diện kiến Đức Thầy, Đức Tôn Sư và chầu Thánh Chúa trong ngày Thượng Quan Tính Đức trở lại đây
con lành duyên đã trở gót hài này thì bắt đầu chờ ngày, chứ không có chi mà đừng có hoang mang. Giữ niềm tin thứ nhất đối với Phật với Thầy, không bỏ rơi mình. Thứ hai là phải tin có cái sự biến đổi. Ông Hoa ông nói dầu không có cuộc biến thiên cũng phải tu cho khỏi nghiệp duyên luân hồi. Nhưng mà đến nay là đến lúc cận đời, sự tu còn gắn trao dồi thêm lên, để chừng khi sấm nổ vang rền được còn nhớ tuổi nhớ tên mới màu. Đến khi đó là ông ba ông nói giật mình quên tên ấy, phải vừa nói cho quý vị ghi ấn vào cái lời lẽ của Phật Thánh, của Thầy Tổ, của ông ba, rồi thường nhắc tới lui hoài. Đức Phật Thầy cũng thường nói sau này sợ bá gia chịu đựng không nổi cái thời gian đó, gạn lựa cái bằng là 10 người mà hết 9 rồi còn có một phần à. Dạ thì gần đây bên Trung Quốc cũng xảy ra nhiều chuyện chơi lắm ông Sáu, thì xảy ra những cơn bão, rồi xong cơn bão chưa dứt lại xảy ra động đất, rồi gần đây xuất hiện những cái điềm lạ là chim trên trời nó bay bay kéo nhau đi nơi khác, thì cá thì tự nhiên nó nhảy lên nhầm chỗ, thì nước nó xoay một như đó. Những cái điềm lạ xuất hiện bên Trung Quốc rất là nhiều luôn. Thì cái đó là Đức Chúa cũng có nói trước rồi. Rồi Phật Mẫu là diêu trì Phật Mẫu lập cái quả đất mình ở nè, cũng tiên báo trước rồi. Có cái hiện tượng sau này, những cái hiện tượng đó là báo nguy cơ sắp đến. Dạ, cái cảnh báo ha, tiên báo ha. Báo, gọi là cảnh báo. Dạ. Nữ nam muốn rõ âm hao. Chữ âm hao là gì? Dịch ra là báo tin. Báo tin cho mình biết nó sẽ là dần dần sẽ đi tới, cũng như cái màn mà người ta hát vậy đó, như mà trống đổ rồi bắt đầu là sẽ dở màn đi tới, sẽ hát hát qua một giai đoạn đó rồi đúc kết rồi là tôn vương. Thì cái ngày mà Đức Thầy nói Chúa vẫn ngay vàng sải mới yên đó, rời ngay cảnh tục trở về tiên, chẳng còn tham luyến nơi trần thế gì cả, thế gian hết não phiền. Thì đến khi đó là đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngay thạch bàn, lúc đó vững vàng đi cái bằng thạch, đâu còn sợ lo đau khổ tai nạn là thiếu thốn gì, tất cả chịu đựng thời gian nó đi, kể coi như bây giờ là cái sức chịu đựng của mình 10 phần mà mình hết 9 được rồi thì coi như còn có một mà. Nó chịu một phần nữa trong cái nhiều cái cơ mà thi đó, tôi coi đó chỉ 5 phút nữa thôi, sức ai chịu đựng thêm 5 phút được là thắng cuộc đó. Cái trường đạo nó cũng phải vậy thôi, để cho biết thử nhiều giai đoạn, thử ngoại thân là mình vững chắc tinh thần rồi, thử nội tâm nữa. Thì thử là hai cách thử, nội ngoại thân và nội tâm. Cái nội tâm mình là vững vàng tưởng niệm rồi đó, ghi nhớ rồi đó, không có sao lãng, không có vọng động thì phá không được rồi. Kể như mình là có cái niềm hy vọng trong tương lai, chờ đón mình sẽ bước lên cái chỗ Đức Thầy có nói là nấc thân vinh hạnh Thầy riêng cho mình. Từ đây đến buổi thanh bình, phải có ngày thanh bình, bởi vì chỗ khác ông Thanh Sĩ cũng nói có đêm thì nhất định có ngày, có phàm có thánh có Phật đài ở con, có đời chết chóc thôn vong dĩ nhiên có cảnh sống còn yên vui, đó là cảnh Phật con ơi. Qua đời Thượng Quân Thánh Đức rồi cảnh Phật tại thế gian, sao người chẳng chịu tới lui, cứ đeo cõi tạm đầy mùi khổ lao. Dạ ông Sáu ơi, cho câu hỏi thì gần đây có số người thì nói rằng là tháng 10 này có những cái biến động là sẽ diễn ra rất là kinh hoàng. Thì nhiều người dựa vào câu giảng đó là năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo tháng hại mới lị tuôn dầm dời. Thì theo ông Sáu ha, cái tháng hại này có xảy ra những biến động gì không Sáu? Thì đến khi đó là mấy anh cũng dựa chứng vào đó, Phật Thầy cái bài đó, Phật Thầy tỏ thiên cơ. Năm dần nhiều chỗ bao giờ bước qua năm mẹo như tơ rối cuồng là năm nay nè. Rồi năm mèo tháng mẹo là tháng 2 đó.
chưa buồn năm Mẹo tháng Hợi. Tháng Hợi là mấy ông đoán là tháng 10 đó. Dạ. Lị tuôn dầm về, vì nhà mà chưa mấy ủ ê. Thì dần dần nếu lộ hiện ra thì đúng cái quy kỳ của Phật Thầy nói rồi. Mèo kêu riết tới sầu bi, tới gà về ổ, dỗ thì bình an. Thấy Phật trì tâm đến năm gà, nói giữa chứng theo đó về can chi Phật Thầy nói rồi. Nên định lần lần tới chứ đâu có đi lui được. Dù muốn hay dù không, không muốn cũng phải tới. Bởi câu nói dù muốn hay dù không, muốn cũng không được, mà không muốn cũng không được. Đi tới hoài mãi mãi một ngày, đừng mới đổi mới mới được. Chứ đâu cái cũ quá hư rồi. Kể như quả đất của mình ở bây giờ cũng như cái nhà nó mục rồi. Nó sắp rã không biết chừng nào, cái nào nó yếu thì nó gãy trước. Đó, bây giờ nói trước mắt không phải nói gì thiên cơ thời cuộc gì. Động đất, sụp đất, rồi tai biến xảy ra, điềm trời, điềm đất. Thế giới nó quay lên coi hằng ngày coi. Dạ. Thì ông Sáu nói động đất, sụp đất thì con mới nhớ là gần đây ở, nói chung là trong nước Việt Nam mình xảy ra là nhiều trường hợp sụp lở nhiều lắm ông Sáu. Mười mấy chỗ lần nó kiểm. Đúng rồi. Chứ đâu hết. Trên cái điểm cao nữa, cũng đêm đó tôi nghe ở trên Đắk Lắk, Kon Tum ở trên đó. Dạ. Đà Lạt rồi đó mà nước chùm lên. Ở đâu? Gần đây cậu mới. Dạ, gần đây ở cậu Mỹ Thuận nữa ông Sáu. Gần cầu Mỹ Thuận. Xả luôn. Sụp hay là dạ, lở đất? Dạ, sụp lở đất ông Sáu. Rồi chuyện lạ nữa là dùng bãi núi lại có nước ngập nữa. Cũng cỡ tầng này. Dạ. Cuộc biến động, Thầy nói, đọc lại trong giảng, nay mai nguy ngập, nay với mai, không có xa. Một hội này ráng lập lấy thân, lập thân là hành đạo đó, sửa đổi đó, trao dồi cố gắng. Chứ nếu để mà kêu bằng sấm nổ văn thinh ra thôi, không có còn kịp nữa. Trống đánh cái thùng rồi học bài gì nữa giờ. Là tiếng sấm nổ là báo hiệu là thay đổi quả địa cầu, báo hiệu rồi. Sinh viên đang vào trường thi, vô đó đó để an dưỡng một thời gian, trong khi có chưa có thành lập mà cái đời thượng quân thánh đức toàn diện đó, còn một cuộc cứ còn chiếu manh giành xé rồi các tà đạo nào là ma vương xuất hiện nó chiến đấu với nhau một trận đại phong thần. Kỳ này đại phong thần Thầy nói, hồi xưa là tiểu phong thần. Chết dữ dội ghê gớm lắm, bởi vì là đến chừng đó Đức Thầy nói là thiên la lưới bủa, trên thì liên thiên la là lưới trời, dưới là địa võng, bắt kẻ tà giáo nó bây giờ nó xúi dục, không biết bao nhiêu cái tà đạo nổi lên nó lôi kéo mình được cái diễm phúc là sinh ra một thời kỳ đúng như thời kỳ Thầy lập giáo. Và phải Thầy luôn để nhắc nhở đạo đức mình quy đó là mình theo chánh đạo đó, còn bao nhiêu tà đạo sau này là tiêu diệt hết trơn. Đạo nào chánh thì đạo làm đầu đó. Thì nói rõ hơn ai cũng đều biết câu Đức Thầy nói trắng trợn, dạy đạo chánh vì thương Nam Việt. Việt Nam hay Nam Việt là ở cái Việt Nam nè, nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, sao sẽ có bậc tiên tại thế. Mình cái diễm phúc không có diễm phúc nào được là cao quý bằng mình theo Phật, theo Thầy rồi ở trong đất Việt Nam mình dùng bảy núi nữa. Đủ cái điều kiện hết trơn mà không lo tu nữa, rất ổn. Nên Thầy tiếc, ổn tiếc, lo cho mình, nhắc nhở, thúc hối. Nói này nói nọ cho mình được quay đầu tỉnh ngộ được đó. Biết cái đạo, tưởng cái đạo, nhớ cái đạo, lo cái đạo là cái điều ít có lắm, không phải dễ đâu. Thấy bề ngoài vậy đó, chứ trong tâm nó còn dính mắc cái chuyện ở thế gian, cảnh đời này, thêm thì vật chất ở ngoài nó cuốn lôi nữa. Nó rù quến, nó kêu bằng lôi cuốn, nó câu nhưỡng mình mà không có vững cái đạo thì xa ngã nghiêng theo nó kể gì rồi. Nói nghiêng ngã mới nhớ Thầy nói để thử kỳ này coi ai siêu, ai ngã, ai bền. Cái người ngã là bỏ đạo dứt,
Còn người thứ hai siêu là mà nghiêng, nghiêng muốn nữa, bán tín bán nghi. Bây giờ mình theo Phật giáo hảo, theo đạo nào, anh làm theo ai đó, gọi là thành phần nghiêng. Còn những kẻ là chí bền đó, nhất quyết từ trước tới sau biết cái đạo của thầy rồi từ thời Phật thầy Tây An đến bây giờ thì chánh gốc chánh đạo rồi, không có theo đạo nào nữa hết, không nghe ai nữa hết trơn. Nó là vững chắc như thành đồng vững sắt vậy đó, không có ai xô ngã mà không có ai lung lay được nữa. Dầu có áp lực, dầu có thế mấy bức bách, mình cũng không bỏ. Nếu rủi thai mà mình đã gieo cái nghiệp ác với người ta rồi đó, lấn hiếp giết chóc, mình bỏ xác này cũng linh hồn theo thầy cũng được trở lại tái kiếp sau là được thân xác khác đời thượng nguyên thánh đức, được chinh hạnh có chi bằng. Vì vậy cho hôm nay thưa với quý vị là tất cả nếu đã có duyên với tôi thì mình cũng nhiều tiền kiếp rồi, cho nên mới cùng một đạo một thầy, cũng từng nghe pháp Phật qua nhiều thời kỳ mà tại mình lôi thôi bê tha giải đãi, kỳ này nhất định là khẳng quyết là phải đi đến mức cứ bằng thành đạt cái công viên quả mãn mới công thành danh tuệ, là mình mới thỏa mãn cái sự khao khát và cái niềm tin của mình. Dạ ông Sáu, xin phép ông Sáu cho con hỏi, thì trong sấm dẫn trình có nói rằng là mười phần mặt bảy còn ba, mặt hai còn một mới ra hai bình. Thì ý nghĩa những câu này là như thế nào ông Sáu? Xin ông Sáu chia sẻ qua Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái câu ông Trạng nói rồi, sau này thầy cũng nói cộng thêm nữa đó, là nói đây cũng xin thưa rằng nó có cũng như nói xuyên qua thời cuộc thiên cơ. Thầy nói nhiều cái giai đoạn, thì nói nhà không kẻ ở, ôi nói trước nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Nhà thì không kẻ ở, sau này chia lìa loạn lạc đó, bởi mới nói câu là gia vô nhân cư là nhà không người ở, lộ vô nhân hành, lộ chẳng người đi, thị vô nhân đáo, chợ không người đến, điền vô nhân canh là không có ai cài. Thê thảm sau này như thế đó, chứ chẳng phải nói chơi. Thầy nói bao nhiêu lời thầy nói, không có lời nào nói chơi. Ta dạy dỗ là vì tình thiệt. Nếu mình hãy nghe rõ, nhận thức được đâu đó đúng đắn rồi là cương quyết, không có do dự, không có chần chờ gì nữa, quyết chí theo cái đường hướng của đạo của thầy, sau này chắc chắn là sẽ còn mấy người còn được xác thân ấy là đài ngọc cát lân dựa kề, chứ chẳng phải nói cái cuộc tiêu diệt rồi. Nhiều người nói tẩy trần chết hết trơn rồi tiêu diệt, chưa tới giai đoạn đó. Giai đoạn này là còn xác thân là thi qua trường hội Long Hoa nè, đến đó kẻ hung dữ, người tàn ác bất lương thế mấy nó cũng đi thi hết trơn à. Nó thi là nó vô cửa, nó còn sống ở ngoài, nào là giặc giả thú cầm, nào là nước dưng lửa tái cháy rồi này kia, nó ghê lắm lắm, ghê sợ, chứ không phải không sợ. Vậy chứ đua chen đến mà thi cái kỳ thi nè, chọn thử coi được ít nhiều. Bây giờ thời nay mặt lộn với chì, nói sao lục lại với tì cũng chê. Bối dân chứ có say mê, trung lương chánh trực giữa kề đài mê. Thì nói qua cái đó xin đóng góp thêm một câu chuyện, là nữa sao lục lại dứt tì cũng chê đó, là Đức Thầy nói với Bổ Út. Bổ Út rồi nhớ, nói sàn với dần ông ba nói nhiều nỗi son giòn lọc lừa gạo cội như son đỏ điều. Nhưng mà cái gạo cội đó, Bổ Út nói với thầy, thầy nói gạo cội là gạo nguyên đó, còn nằm trên sàn. Cái sàn thì nó ông bà nói là trước mắt tôi cũng thấy sàn nó lọt qua cái tấm mẳng, cái gạo mẻ, nhưng mà hậu quả nguyên nằm trên sàn đó, là khờn một chút không được đó.
nói vậy bà Út hiểu thế nào rồi. Mình là người tín đồ, mình người gương mẫu mà bị khờn ở trong đó. Khờn là nó không được trọn vẹn đó, không được đầy đủ tốt đẹp đó. Còn hột tắm ở dưới sàn vậy chứ tôi xài nghe bà Út. Thầy nói câu đó như thế nào, quý vị nên nghiệm xét. Tôi đóng góp nhiều cái sự kiện Đức Thầy hỏi đó. Thì giờ bá gia đã làm tội lỗi quá chồng chất rồi, không cách gì mà trừ cho hết được. Tôi mới đứng ra tôi xin, cũng như nợ vậy đó. Nói, xin trả hết, bao hết rồi cho thêm vốn nữa. Sau này chẳng nghe lời tôi thì tôi mới xin hỏi. Lỗi với Phật tôi xin rồi, nhưng mà hỏi ngược lại lỗi với tôi ai xin? Bá gia cứ trả lời. Lỗi với thầy ai xin đây? Câu nói đó là gắt gỏng dữ lắm đó. Để cho mình tìm xét là mình theo đạo theo thầy mà không giữ tròn cái bổn phận tín đồ, bổn phận người đạo, làm cho lem mố, làm để cái tai tiếng cho thầy mình mang. Mình làm mình chịu đành cho, mình làm người khác chịu vô đáng buồn. Thầy mình đâu có là, đâu có dạy cái chuyện quấy, chuyện xấu. Mình làm quấy xấu trật rồi người ta mới nói động ông tín đồ Phật giáo hòa hảo, do nơi thầy chỉ giáo cho ai. Mà thầy chỉ giáo là lời là minh chánh, lời là đúng đắn, cho đâu có khi nào sai trật. Tại do nên mình làm, làm trật thì coi như bị ảnh hưởng tới danh của thầy, mình ta phê phán. Danh thầy mà bị lấp thì trò phải mang họa, cửa đạo mà lưu tố khởi tớ khổ thân. Nó phải làm cho sáng tỏ lên để nhắc nhở cùng chư quý vị đồng đạo nam nữ, cũng gì già trẻ không gì, phải hăng hái và cố gắng trau dồi tinh tấn dũng mãnh lướt tới, không có để sụt lùi nữa. Đi riết thì mau tới chỗ, còn ngồi một chỗ hoài chẳng bao giờ tới đâu. Cố đi mãi đường dài rút ngắn đó, đường xa thế mấy nữa mình nhất quyết mình đi. Đi mãi, đi mãi, đi mãi thì nó rút ngắn cái thời gian lại, cái khó khổ cũng gì đó. Công tu mình cũng vậy thôi. Sức chịu đựng đã quá 10 phần hết 9 rồi, còn có 1 nữa, ráng thêm chút nữa. 10 năm qua chẳng có bao lâu, thầy nói đó. Ráng chút nữa, đặng chầu Minh Chúa. Vì vậy mình hãy có niềm tin, tin nơi thầy. Thế nào cũng không bỏ rơi tín đồ, những người ngoan đạo, những người cố gắng, những người là thúc liễm trao dồi, thì thầy đâu có xa mình đâu. Mơ màng cũng tưởng như ta bên mình. Ta phần hồn dạo khắp thế gian, thầy dạo khắp thế gian, khắp lê thứ nghe lời thì ít. 10 người chỉ có 1 người nghe, 1 người nhớ, 1 người lo, còn nhiều 9 phần mới sao rồi khỏi tai nạn được đâu. Nếu đồng sinh niệm Phật, tai ương chẳng còn. Tại mình không lo đạo, không nhớ đạo, không tưởng niệm Phật thì tai ương nó tới là do. Mà mình là 1, 9 người kia là kể như rồi, rồi nhưng mà mình không sao hết trơn. Bởi mình cố gắng mình niệm 1 tiếng Phật, đời an bên liền cũng không được. Từ chỗ đó nhiều đồng đạo tôi đi khắp nơi, niệm có tiếng Phật đời an bệnh liền, mới tu cái tai nạn tới không được. Phật nhiều khi nói xúc phạm, đừng ngờ niệm Phật không linh. Niệm cho đúng, niệm cho đến niệm chí thành thử coi. Mình là người sắp chết đuối thì chỉ nhờ người vớt là Đức Phật đó, Đức Thầy đó. Tại mình bỏ lơ là, chứ đặt trọn niềm tin với Phật với Thầy là không bao giờ thất bại. Sẽ được cứu độ, sẽ được hộ trì ngày cũng như đêm, giờ trước giờ sau cũng vậy. Cuối cùng chẳng nói gì khác hơn là để nhắc nhở trao đổi cùng chư quý huynh đệ mình nam nữ già trẻ cũng vậy. Mong nghe qua những cái lời tôi đã tường thuật, đem hết cái sự học hiểu khả năng và thành đạt của mình để trao đổi. Mong quý vị hãy cố gắng, là đó là cái hy vọng duy nhất, hy vọng lớn lao. Một ngày nào mình sẽ được tại nguyện
đắc thành là được hưởng trọn vẹn trong cái kỳ mà thời Thượng Quân Tánh Đức đó, là đặng chung cùng một tiệc Quỳnh Tương, cùng nhau hội yến, trong đó là Bồ Đào Rượu Thánh Trà Tiên đó. Cái gì lúc đó đến khi đó là ta mới mừng cười, thầy nói đó, đến đó mình cười, chứ lúc bây giờ chưa được cười, đau khổ quá rồi. Khắp thế giới và cả năm châu bốn biển đồng đạo mình cũng vậy, nói gần ở miền Tây, nói bằng cái tâm ý chẳng phải nói cửa miệng. Đọc giảng thầy nói xá chư loại sanh cầm hồ thố, là hồ là chồn, thố là thỏ đó, thỏ chết chồn phải rầu, đồng đạo mình bị tan thương hư nhà nát cửa tai nạn, chỉ có biết nguyện cầu chứ đâu có cách gì để hỗ trợ chư quý huynh đệ đồng đạo mình đâu, thì chỉ có cách nhắc nhở khuyên tu, ráng làm hiền đi sẽ vượt qua những cái tai nạn, mọi người không tu sẽ lãnh lấy, không bao giờ sót lọt mấy chuyện đó, cùng mình tu ngon lành đàng hoàng đi là có niềm hy vọng, nếu xảy ra là người ta mắc nạn mình khỏi có mắc, mình được thảnh thơi, được an nhiên, được no ấm là do chỗ đó đó. Chứ sau này nhắc thêm một vài câu chuyện sau khi là dứt lời, Đức Thầy đi khuyến nông đó, 107 chỗ đó, nơi nào Thầy cũng nói đói, nhưng mà Thầy nói thiệt tu, nếu mà cố gắng tu làm y hành theo lời tôi chỉ dạy là không đói. Rồi cái thứ hai nữa, lúc Thầy đem lư hương từ tổ đình xuống chùa Ân Hòa Tự bây giờ nè, thì Thầy qua bên Long Tây Lan đó, mấy ông cụ cũng nhắc lại đó, Thầy đứng đó Thầy dậm chân 3 lần thì nó chết, nhưng ở đây không chết. Thì quý vị hãy vững niềm tin, Đức Thầy dặn dò cái nào mình làm đúng đi sẽ được hiệu quả chắc chắn 100%. Tôi có bấy nhiêu lời, cầu chúc quý vị thân tâm thường lạc, đạo quả sớm là đạt thành, cho đến ngày thành công quả mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn giáo chia sẻ rất hay.